Hello anh em, thì thời gian qua nhiều anh em hỏi mình là cụm Honeywell mà loại ba dắt á, loại ba dắt này nè, thì dây xi nhan của nó nằm ở đâu? Tại vì dây xi nhan như mình hướng dẫn là dây dây đỏ sọc đen, thì nó là nguồn chung của các cái chức năng khác. Nếu đấu vào chất xi nhan á, thì sẽ gây ra xung đột. Thì hôm nay mình thật ra thì thời gian qua mình đã gắn tại shop rất là nhiều và mình nói chung không phải là giống nghề, nhưng mà mình nghĩ là cái đó là cũng đơn giản, anh em tháo ra sẽ biết ngay. Mà hôm nay thì nhiều anh em mà mua về á không biết cách làm á, mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm luôn. Thì anh em tháo ra ha, anh em tháo ra, tháo phần dưới đồ ra nè. Thì nó có cái dĩ này, đây là cái dĩ của xi nhan nè, nút xi nhan nó sẽ nằm ở đây ha. Đây khi anh em đẩy qua thì nó sẽ nối hai tiết điểm này lại nè, đẩy lại nó sẽ đến đây thì sẽ dẫn cái nguồn chớp xi nhan qua cấp dương cho hai cái dây nhan này đó. Thì cái vấn đề là nằm giữa như thế này, đây anh em thấy không, đây là dây đỏ sọc đen, ở đây có và ở đây có, và chỗ này nó chia ra làm ba đó, đều là dây đỏ sọc đen hết. Thì nó đi từ cái dắt này nè, nó dẫn tới ba nguồn khác nhau, cho nên không thể nào xài xi nhan được. Mình không biết tại sao nó lại gia công như thế này, nhưng mà nếu anh em đấu theo nó thì sẽ không được ha. Thì cách đấu đơn giản nhất là anh em không cần tháo cái cụm này ra ha. Đây, anh em mua về anh em sẽ cắt cái phần bảo vệ này ra ha, cắt cái ron bờ chụp này ra, anh em kéo xuống thì anh em thấy cho mình cái mối nối này đúng không? Đây anh em thấy một cái mối nối à. Thì anh em sẽ tìm cái dây mà dẫn đến cái chỗ xi nhan này nè. Đây là cái nguồn chủ của xi nhan ha, dây đỏ sọc đen nằm ở trên đây, anh em thấy không? Anh em có thể tháo cái cùm ra tìm cũng được. Anh em cắt ra, cắt cái dây này ra, cắt cái dây mà dẫn đến đây nè, đây dây này nè, dây mà dẫn đến cái chỗ nguồn xi nhan nè, cắt cái dây này ra ha, cắt cái dưới này nha anh em, cắt chỗ nối này nha, đừng cắt trên đây nha, cắt chỗ này, cắt chỗ khớp nối này ra. Sau đó anh em nói với một sợi dây điện dài, anh em luồn vô đây, cho nó đi ra đây, cho đi ra chỗ đầu đáy dắt này. Thì cái dây đó anh em sẽ kết nối với lại dây chớp của xi nhan. Vậy là xong. Rất là đơn giản ha đó. Tại vì cùm ba dắt, chỉ riêng cùm ba dắt này mới làm như vậy thôi. Còn cái cùm mà nhiều dắt á, cùm mà nó có chia hai bên đó thì không có cần làm vậy nha anh em. Cùm đó xi nhan riêng. Còn cùm này nó làm tối giản đến mức ít dây điện nhất, cho nên nó mới làm như vậy. Nhưng mà mình không hiểu sao nó lại hàn luôn cái dây xi nhan vô trong cái bộ này, vô trong cái bộ cấp nguồn cho mấy cái chức năng khác. Vậy thì không được ha. Anh em nào có cao kiến khác thì comment phía bên dưới cho mình nha. Còn riêng mình thì mình đã tìm hết cách rồi, thì cách trước giờ mình làm là như vậy đó. Mình cắt, mình tách cái dây chớp xi nhan này ra khỏi cái bộ nguồn chủ của dây đỏ sọc đen, mình làm một dây riêng ra ngoài đi xuống như đầu dưới để mình cắm vô. Rồi đó là cái giải pháp dành cho anh em nào mua cùm về, cũng rất là đơn giản thôi. Em vừa dứt tháo ra ha, và em chú ý là sắp xếp cái mấy cái chỗ này nè, mấy cái còi này lại cho chính xác ha. Thường nó sẽ bỏ một cái lò xo vào đây như thế này, bỏ một cái lò xo vào bên trong, và sau đó mới bỏ một cái tiếp điểm đồng lên đây như thế này ha. Anh em dắt vô, dắt cái phần dài á, cái phần chân dài anh em ghi lên phía dưới. Rồi, vậy đó, làm 1, 2 và trong đây nữa 3 và 4. Rồi cái này dắt vô đây. Rồi. Còn nếu mà anh em mà có đồng hồ đo á, thì mình không cần tháo ra nha, mình chỉ cần mình tháo cái cụm ra thôi là mình sẽ thấy được cái phần này rồi. Đó thì anh em chỉ cần đo, anh em lấy cái bánh lên đồng hồ đo, anh em đo cái chấm giữa này nè, cái chấm giữa bên trên này nè. Đó, cái hàng trên này có 3 chấm, anh em đo chấm giữa này với lại cái đầu dây dưới đây, cái đầu nối dưới đây, thì dây nào mà nối với cái chấm này anh em cắt gì đó ra. Ha, cắt gì đó ra, nói dài dài làm như thao tác nãy mình nói. Rồi vậy là xong. Giờ mình sẽ làm, mình sẽ cắt và mình sẽ làm lên test cho anh em coi. Ok.